Chư Phật Bồ Tát và nhân loại chúng ta không giống nhau. Nhân loại thấy mọi người hành thiện thì sanh tâm hoan hỷ, nên cổ vũ khuyến khích họ. Khi tạo ác nghiệp thì sanh tâm sân hận, phải trừng phạt họ. Chư Phật Bồ Tát không như vậy. Chư Phật Bồ Tát thấy thiện thấy ác, tâm đều bình đẳng, tâm đều thanh tịnh. Các ngài có lý tánh, nhưng cảm tình là bất đồng. Là một tấm lòng nhân ái thuần khiết. Nên chúng sanh này là hưởng phước hay chịu tội đều là nghiệp lực của chính họ. Chư Phật Bồ Tát không có cách nào thay đổi họ. Tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Đây là nói về lý. Nghiệp lực của ta, chư Phật Bồ Tát cũng không có cách nào giúp ta chuyển biến. Chư Phật Bồ Tát có thể dạy chúng ta, nhưng tự chúng ta phải sửa đổi quay đầu. Không có cách nào tiêu trừ nghiệp lực cho chúng ta, không tiêu trừ giúp được. Nên ta tạo ác nghiệp nhất định phải chịu ác báo. Ta tạo thiện nghiệp nhất định được hưởng phước. Đây chính là loại thiện ác nghiệp đều không thể rời xa luân hồi lục đạo. Rời luân hồi lục đạo phải xả bỏ thiện ác nghiệp bao. Không còn những điều này mới có thể ra khỏi. Có bản lĩnh vượt ra khỏi luân hồi lục đạo, có điều kiện này chư Phật Bồ Tát mới giúp được. Không có điều kiện này chư Phật Bồ Tát không sao giúp được. Điều này không thể không hiểu. Hữu Quán Kim Diệt, vô lượng thọ Phật, hữu bát vạn tứ thiền tượng, nhất nhất tướng trung, các hữu bát vạn tứ thiền tùy hình hảo, nhất nhất hảo trung, phục hữu bát vạn tứ thiền quang minh. Nhất nhất quang minh, biển chiếu thập phương thế giới, niệm Phật chúng sanh, nhiếp thủ bất xả. Đây là nói về nhiếp thủ không thể nghĩ bàn. Nhiếp thủ là gì? Là tiếp dẫn. Nhiếp thọ chúng sanh tiếp dẫn đến thế giới cực lạc. Thủ là tiếp dẫn đến thế giới cực lạc. Vì sao Đức Phật làm như vậy? Vì chúng ta vốn là Phật. Nên ghi nhớ câu này, chúng ta vốn là Phật. Như vậy thì làm sao các ngài không tiếp dẫn được? Đương nhiên sẽ tiếp dẫn chúng ta. Chỉ là chúng ta nhất thời hồ đồ, tạo tội nghiệp quá nặng, nên không thể làm gì đối với chúng ta. Khi nào nghiệp đó tiêu hết mới có thể thành Phật. Nghiệp đó phải tự mình buông bỏ, chư Phật Bồ Tát không cách nào giúp được. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, thấu triệt chân tướng sự thật này, mới hiểu được chư Phật Bồ Tát từ bi bình đẳng, không thiên vị. Các ngài không nói ta đối với người này tốt hơn một chút, đối với người kia kém hơn một chút, không hề có như vậy. Chắc chắn không có phân biệt, không có chấp trước. Nhưng tiếp dẫn thì có trước có sau. Đó là do ta đầy đủ điều kiện hay không. Nếu đã đầy đủ điều kiện thì lập tức tiếp dẫn. Còn thiếu một chút thì đợi bổ sung đủ lại đến tiếp dẫn. Công bình không tự tư, không phân biệt, không chấp trước. Chúng ta ở nơi thế gian này, đối với việc đổi nhân sự thì tiếp vật đều cần phải học tập. Giúp người cũng vậy. Người này có điều kiện, có thể giúp họ nhiều hơn một chút. Thầy giáo dạy học đối với trường hợp này cũng rất rõ ràng. Người này học hành rất chăm chỉ, rất nỗ lực, thì thầy giáo quan tâm họ nhiều hơn. Người đó giải đại biện nhát,
nghiệp chướng nặng nề, nghe cũng không hiểu, nên chỉ còn cách là tùy họ, để họ học được bao nhiêu thì được. Thầy quan tâm săn sóc học trò rất bình đẳng, không có người này hơn người kia. Người bên ngoài không hiểu nên cho rằng thầy đối với người này tốt, đối với người kia không tốt. Thật ra không phải như vậy. Nếu nói như thế là hoàn toàn trách lầm, hoàn toàn không hiểu. Ấn Quang Đại Sư dạy rằng, người này có 10 phần cung kính thì họ sẽ có được 10 phần lợi ích. Nếu thầy giáo không cho anh ta 10 phần mà cho 9 phần là có lỗi với anh ta. Người đó chỉ có 1 phần thành kính, thầy chỉ cho anh ta 1 phần. Nếu cho 2 phần thì anh ta không đủ tư cách tiếp nhận. Điều này nhìn bề ngoài thì hình như có vẻ thiên vị, có vẻ bất công. Nhưng không phải thầy giáo bất công, mà học sinh căn tánh bất đồng. Lòng từ bi quan tâm chăm sóc của thầy hoàn toàn bình đẳng. Đạo lý này cần phải hiểu. Như vậy mới thật sự nhận thức được các bậc thánh hiền. Hay nói cách khác, mới thật sự nhận thức người đó là người tốt. Người tốt không có tâm riêng tư, người tốt không có tâm thiên vị. Tâm mình bất chánh thì thấy người khác cũng bất chánh. Đây là hiện tượng rất bình thường. Nếu mình là người chánh thì thấy gì cũng chánh. Quan trọng nhất là siêng năng tu học, nên nghe kinh nhiều. Người mới học có rất nhiều nghi vấn mà phạm sai lầm cũng rất nhiều. Như vậy phải làm thế nào? Nên nghe kinh nhiều, thật sự lý giải thấu triệt thì những vấn đề này đều được giải quyết. Nghe một lần chưa hiểu cũng không sao, nghe hai lần, ba lần, năm lần, mười lần. Bây giờ có cơ hội thì nên nắm bắt. Cơ hội gì? Khoa học kỹ thuật là cơ hội. Bây giờ chúng ta dùng truyền hình, dùng internet, cố gắng nắm bắt cơ hội này. Sợ có một ngày như thế nào? Điện không có. Khi đại thiên tai giáng xuống, sức hủy diệt của nó đến vệ tinh hay mạng internet cũng không còn. Như vậy phải làm sao? Đã trở về với thời đại nguyên thủy, nên sách và giảng nghĩa rất quan trọng. Những thứ kia không còn thì ta vẫn còn sách để xem. Lần này chúng ta giảng về Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, cũng viết và in thành sách. Trong thời gian thiên tai xảy đến thì nó cũng có thể độ người. Đến lúc đó đĩa cũng không còn. Điện không có thì đĩa hoàn toàn vô dụng. Chúng ta cần phải nghĩ đến tất cả những điều này. Người đời sau là chỉ hậu thế chúng ta, nhưng chúng ta phải tin mới được. Không tin thì cũng chẳng ích gì. Cho nên nói đi nói lại vẫn là hai chữ thành kính mà Ấn Quang Tổ Sư giảng. Đấy là khế nhập thành giáo, là chìa khóa để khế nhập vào Phật Pháp. Chẳng có thành kính thì chắc chắn bạn không qua nổi cửa này. Thành kính không phải từ bên ngoài, mà phải từ trong chân tâm bạn thể hiện ra. Chúng ta phải tin
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người nói lời chân thật, nói lời như thật, không giả trá, không nói dối. Ta phải tin Phật. Ai có thể sanh lòng tin? Kẻ hay giả trá thì sẽ không tin. Chính mình không vọng ngữ thì mới tin Phật không vọng ngữ. Nên người tin như vậy chẳng nhiều. Hiện nay người tu học kinh Phật, người học cổ thánh tiên hiền, chúng ta từ nguyên lý nguyên tắc trong kinh Phật để làm. Tiêu chuẩn. Sẽ phát hiện câu nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa trong bài kệ khai kinh. Người như thế đúng là khó tìm hiếm có, như long phụng sừng lưng. Quý vị thắc mắc tại sao? Ấn Quang Đại Sư đã trả lời rất đơn giản. Hai chữ thành kính còn chăng? Anh có một phần thành kính sẽ giải được một phần nghĩa chân thực của Như Lai. Có 10 phần thành kính sẽ giải được 10 phần nghĩa chân thực của Như Lai. Quý vị có được mấy phần? Nếu một phần cũng chẳng có, thì ngày nào cũng nghe giảng, suốt trăm năm như thế cũng chẳng hiểu được nghĩa chân thực của Như Lai. Ta vẫn còn rất nhiều vấn đề với kinh giáo. Mấu chốt là ở chỗ này. Tại sao thành kính lại quan trọng đến thế? Xin bảo với chư vị, thành kính chính là chân tâm. Thành là chân thực, không hư dối. Kính là khiêm cung, không hề ngạo mạn. Ta thử xem người không thành kính là người như thế nào. Là kẻ giả dối, vờ vịt, cống cao ngã mạn. Hạng như thế thì Phật có giảng, Khổng Tử có thuyết cũng vô ích. Kẻ đó sẽ không được lợi lạc gì. Chúng ta đã có kinh nghiệm, tự thân lãnh hội được khi mới học. Nói cách khác, thành kính chỉ có một hai phần. Công phu thành kính rất mỏng, nhưng rồi sao? Đã được nhập môn thì tâm thành kính của ta sẽ tăng trưởng theo năm tháng. Sau khi tu học khoảng 30 năm mới có thể nói là tinh thật chân tinh. Tôi giảng kinh đã 53 năm. 30 năm trước lúc giảng kinh, tôi vẫn chưa tin lắm. Chẳng phải hoài nghi, nhưng tính tâm không kiên định. Trước khi có hoài nghi,
có vấn đề. 30 năm sau thì chẳng còn hoài nghi. Có thể nói, trong Phật Pháp, tin vào Phật, tin vào tịnh độ, đã có chữ tin này. Lý giải cũng đã có, không kiên cố. Bốn mươi năm sau thì kiên định rồi, không dễ để có niềm tin kiên định chẳng dời. Cần một khoảng thời gian dài như vậy, chẳng ngày nào rời bản kinh. Nếu rời bản kinh là hết. Chúng ta thấy rất nhiều thầy lúc trẻ học rất giỏi, nhưng cuối cùng biến chất. Nguyên nhân do đâu? Do không đọc tụng kinh sách. Đọc thôi không được. Đọc là tu căn bản trí. Nhưng thật sự dùng phương pháp đọc kinh để tu căn bản trí thì cả đời tôi chưa thấy một ai. Vậy người mỗi ngày đọc kinh cầu phước báo, tôi gặp rất nhiều. Mỗi ngày cầu gì? Họ cầu thăng quan, phát tài. Cầu phúc. Hạng người này rất nhiều, chẳng thấy một ai cầu căn bản trí. Mà đọc tụng kinh điển vốn là để cầu căn bản trí. Giờ đem cách này ra cầu phước báo nhân thiên. Cho nên người ấy không thật. Tập khí ngạo mạn. Nhiều người chẳng tự nhận biết. Có ai dám nói với họ chăng? Không. Tôi theo Lý Lão Sư 10 năm, học được rất nhiều ở mặt này. Thầy bảo tôi, người trên 40 tuổi thì đừng giảng nữa. Lỡ sai thì để họ sai, đừng phê phán nữa. Vì họ không tiếp thu ý kiến, sẽ thành ra oan gia đối đầu nhau, sẽ ôm hận trong lòng. Tôi tham gia lớp kinh học của thầy Lý, bồi dưỡng đào tạo người giảng kinh, cùng học có hơn 20 người. Chúng tôi thấy khoảng 4-5 người học thật. Thầy rất nghiêm với họ, có lúc đánh mắng. Trong giờ học, có người canh bên ngoài, không cho ai khác đến gần. Thầy đánh mắng học viên không để ai khác trông thấy. Vì học viên đều là những người đã trưởng thành, bị đánh mắng sẽ rất ngượng. Do đó lớp học phải đóng chặt cửa, đóng cả cửa sổ, không để ai nhòm ngó. Nhưng có 2-3 học viên thì thầy lại hết sức lịch sự, chưa từng bao giờ phê bình họ. Lúc đó tôi là người sau cùng vào lớp học của thầy.
Thật ra tôi học trễ mất một tháng. Họ đã đi học được một tháng, mỗi tuần học một buổi. Tôi đã không học khoảng 5 buổi, thiếu 5 buổi trước. Nhưng sau đó thì chẳng gián buổi nào. Một buổi học là 3 giờ. Tôi thấy rất lạ, sao thầy lại đối xử bên trọng bên khinh, đối đãi khác biệt với học sinh. Chúng tôi không dám hỏi, nhưng thầy nhận ra. Một hôm thầy gọi tôi vào phòng, bảo tôi: có phải con nghi hoặc khi thấy tình hình lớp học? Tôi trả lời: vâng, có, thật có băn khoăn. Thầy bèn nói: những người thật sự muốn học thì dù có bị đánh bị mắng, họ vẫn đầy lòng biết ơn, chẳng hề oán hận mà tâm còn hàm ơn. Nên phải dạy, không dạy thì có lỗi với họ. Còn những người kia thì sao? Thầy không thể nói họ. Nói hơi nặng lời một chút thì mặt sẽ đỏ lên ngay. Thầy không nói tiếp được. Tôi học ngay cách này của thầy. Ngoài mặt có học viên khách sáo, xin mình chỉ dạy. Nhưng nói anh ta một câu thì mặt đỏ lên ngay. Vậy thì đổi ngay đề tài, khen ngợi tôm anh ta lên. Đừng kết oán thù. Vì sao vậy? Anh ta không học thật. Học giả chứ không thật. Người muốn học thật sự thì khiêm tốn, cung kính. Khi bị ta phê bình, chỉ trích, người ấy còn biết ơn và cảm ơn bạn. Anh ta cho rằng đã không nhìn thấy lỗi của chính mình. Ta đã nhắc nhở anh ta, đây là người học thật. Người học thật còn được đánh giá qua việc liệu có thật tâm sửa đổi. Không sửa đổi thật sự thì là giả. Nếu học thật, nghe xong sẽ sửa. Người như thế là có tâm cầu học thật sự, nhiều hy vọng sẽ thành tựu. Cho nên những điều này nếu không ở bên thầy lâu ngày thì sẽ không học nổi. Bởi vì bài vở trường lớp không dạy thế. Nhưng không thể không biết được. Hiểu rõ chân tướng của những sự việc này, chúng ta sẽ có tâm từ bi, tấm lòng thương xót. Đối với thế gian như Đức Phật Như Lai, nhìn Phật Pháp dần mất đi ở cõi đời này. Xã hội đại chúng không tin. Ta tu học theo Phật, hoằng dương Phật Pháp, không có ai hộ trì cho. Lúc này phải làm sao? Cho nên nếu ta muốn thực hiện điều này thì sẽ rất vất vả. Và chẳng ai thương xót bạn, còn cho ta là ngốc nghếch. Sao lại đi làm những việc đó? Khi tôi thật sự bước vào cửa Phật, xuất gia rồi gặp thầy Phương, chỉ mỗi mình thầy Phương khen ngợi. Còn bạn bè, cấp trên trước kia, bạn học cũ đều hỏi: sao lại đi con đường này? Đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, khinh trẻ. Chỉ mỗi mình thầy Phương bảo cậu đã đi đúng đường.
thầy vui mừng hoan hỷ. Hoan hỷ điều gì? Hoan hỷ vì tôi chịu làm thật sự, không sợ khó khăn, gian truân vất vả, luôn tin tưởng trời chẳng nỡ tuyệt đường con người. Con đường này là đường chính. Người thật sự làm tôi yên tâm là Chương Gia Đại Sư. Đại sư bảo tôi phát tâm thật sự, thực hành thật sự, thì cả đời cậu được Phật và Bồ Tát sắp xếp cho cậu. Cậu chẳng cần phải bận tâm. Nhờ sức mạnh của câu nói đó đã chống đỡ suốt đời tôi. Chẳng sợ khổ nữa. Vì sao? Vì khổ là tiêu nghiệp chướng. Từ vô thủy kiếp đến đời này, nghiệp chướng chẳng biết nhiều đến biết bao nhiêu. Khổ nạn thì sẽ tiêu nghiệp chướng. Người trong xã hội hiện nay lạnh nhạt hủy báng, mỉa mai tôi toàn xem như là để tiêu nghiệp chướng. Chẳng hề oán hận, đầy lòng biết ơn, cảm tạ. Nghiệp chướng đã tiêu dần dần. Hình như tôi thấy mình đã bớt khổ, an lạc.